Thì đập tay hai thằng đi đi đi, đi như một quỷ thẳng. Ừ. Bay vô vô tới trong luôn. Người ngoài đâu được vô, chỉ có giết ca sĩ mới vô. Ngoài. Thầy là ưu tiên. Ừ, ưu tiên. Đi tới đâu bảo vệ dẹp tới đó. Ừ. Ủa thầy vô vô trong được luôn hả thầy? Ừ. Thầy thầy đi bình thường lúc đó thấy thầy đi bình thường. Ở đẹp trang giờ nay hết xin nay tàn rồi. Ở đó phong độn kìa. Nay họ quý không chăm sóc nè. Bỏ đi hoài tìm của lạ vật mới, còn vật của thầy là cũ rích rồi nhiều năm rồi. Hàng hết sử dụng rồi nó bỏ. Ai qua đá là sao? Giờ đâu có dễ đâu, giờ người ta muốn trắng muốn là dễ. Mua nước sữa tắm trắng. Và trắng trắng không mua. Mua xài xài. Được không? Xài. Loại gì? Giờ ở chùa đâu đi đâu đâu. Trắng trong thời gian giờ tới Tết sao mà thấy. Thầy con đi trắng như hoa. Thầy. Như hoa mai trắng nè. Thầy ơi. Gì? Con lấy bùn non thầy đắp cho anh trắng. Không. Bùn xình á, tắm bùn á. À, nếu giờ có là muốn mà rửa mặt là của Mỹ hoặc của Thái Lan á. Singapore được không? Được. Indonesia được không? Đen nhìn đẹp trắng thầy, đẹp và trắng nhìn xấu lắm. Có kệ, những giống gái hơn. À, mình trắng trẻo người ta nó sớm gọn là khục nữ hơn. Còn mình là, nó đen khùi cứng đơ. Cho thầy đội làm thục nữ thầy. Thì trắng quá giống gái. Đen khùi cứng đơ là cái gì thầy? Ngài biết cứ suy nghĩ vậy không? Tự nhiên đang hồi cứng men là phải cứng. Tự nhiên đang hồi cứng đơ. Nghe này nghe cái có cảm tưởng khác gì gì à, nhắc tới nghe cái gì cứng cứng mềm mềm nó ngồi nó suy nghĩ á. Rồi hồi tới thầy cũng phái lắm chứ bộ bạn phái người ta. Thầy phái không cứng cứng này phái không cứng quá chứ gì nữa. Thôi đừng đụng chạm vào trái tim. Giờ nỗi đau của thầy. Nỗi đau đang xô xé. Thầy là thành muốn giống thục nữ già vậy, đặt thầy là bé Phúc hả? Chợ nít làm bé. Cái gì? Cô Phúc. Này đặt. Cô Phúc nói nha lại ha. Không. Cái gì? Gì? Gái vừa mới lớn lên. Hoa hậu thích tao thích tao bùm. Hiểu không? Thầy. Sao bữa giờ làm chưa hết đó thầy? Nhiều lắm hả? Nhiều. Đưa con cầm về nhà con làm rồi tao nói là nó làm. Vậy coi ghé chợ lớn mua mày đào á. Đào là hồng hồng quá. Ở đó đây nè đó. À, cái gắn ở dưới cái đầu xong đó. Đó không cho em mua nữa thì mua. Mua ký. Ký. Cái đó nhiêu ký rồi? Nó có 5kg à. 5kg làm như gãy cái tay luôn. Không ra. Thì làm mất cực khổ thì lãnh làm ký thôi, xong cái đem lên cái làm ký nữa. Ai chịu nhiều chi rồi à. Ngán đúng không? Không bữa giờ làm nhiều chưa? Không bữa giờ làm được nhiều chưa thôi. Làm được cũng chục ký gắn hết rồi. Gắn hết rồi hả? Gắn bằng trước đó, mai trước chứ còn trong chùa chưa có gì. Còn đưa ai đi cũng về nhà cũng đảnh thì cũng làm. Chứ con đi làm có thời gian mà lên trên này phụ được. Mà... đâu được con trai thầy yêu đâu. Thầy yêu phụ nữ sao mà làm sao mà tới phụ nam. Nhờ thầy vậy mới nam mới có lời đúng không? Lời gì? Lời được thầy yêu. Lời hay lộ hay? Thầy yêu là... chắc lộ quá. Thầy yêu xong đời trai luôn. Thầy mà yêu một cái thầy gọi. Hết thương lời. Yêu yêu tình người, yêu con người. Chứ không phải mình yêu mà chiếm đoạt thân thể à, là yêu gì cái đó. Nhìn mặt thầy nó không chiếm được thân thể chứ ai tin quá. Em đi chào thầy à. Chứ không lẽ lấy gì gặp nhau mình à, không lẽ cắn không lẽ thầy làm gì liếm gì cắn gì. Lấy gì phải như là gọi là phụ hủy mà sống thôi chứ có ai đâu mà nghĩ vậy. Cứ chồng về làm gì? Gì? Cứ chồng về làm gì? Về ngủ ôm nhau hôn nhau. Trong lúc nhau. Ôm làm gì thầy? Thì làm gì làm cái chuyện đó người ta đáo trai tự nhiên cái nói chuyện cái cá nhân không?
gì đâu mình nói ngủ chung là biết rồi đúng không? Nói chung là hơi bình thường, ngủ bình thường. Ừ, còn lấy hay không là do mình. Dù khi ngủ chung mà không được sao ngọn ngừ hả? Không thích ngủ chung mà được nha. Ừ, phải ngủ chung không? Kia này á, thầy anh sang kia hơi đẹp trai luôn á. Được không thầy? Ai cũng đẹp. Ai cũng đẹp. Thầy thích ai nhất? Đây, ai? Thầy là cái gì? Là dễ thương hết rồi. Ờ, có đã nay chung khỉ trai là dễ thương à. Nè. Ai mà yêu nhiều quá à. nó không thèm sao đó. Trong tình yêu chỉ có một thôi ha. Ờ đúng rồi. Vậy mà còn từ chối nữa. Trời ơi, vậy mà thấy đăng lên mạng hung ngàn thằng luôn rồi nói một. Trời ơi. Đó là ngoại giao. Đó ngoại giao khác còn ăn ngủ nghỉ chứ sống với nhau cả đời mới quan trọng. Giống như ta chưa, giống như gái lớn lên, ai cũng có trai, cũng có người quen mà chưa cứ, chưa đặt cọc, chưa có đeo nhẫn là tao có quyền quen bất cứ ai. Tự nhiên mày ghen, mày không cứ người ta, mày không kết hôn mà đòi dành riêng của mình. Là rồi, tiền bạc cũng không lo rồi bên gia đình ta cũng chưa chịu đúng không? Thật luôn. Phải không? Mà cuộc sống nó vậy rồi chưa có may mối mà sao của mình. À, gái nên là chưa có khổ của ai thì thay mà.